Hi chào, hello, xin chào anh em nha. Hôm nay 17 tháng 8 em rã thịt phụ tùng cục máy CDS 50 đời cao, rã xe kho nội địa Nhật về. Tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, máy bao nổ bao im, bao không dụng hú ha. Sơn xi zin, hôm nay em rã thịt bán phụ tùng. Thì đây, em quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Máy đời cao 202 nha. Đó, đầu 22 luôn. Đẹp. Máy là lóc nè anh em nhìn nè. Trắng phao luôn. Em rã thịt bán phụ tùng nha anh em. Bán phụ tùng đồ món, anh em nào có nhu cầu món nào thì cứ alo em ha. Số điện thoại em là 0933996332 ha. Bây giờ em báo giá luôn nha. Full bộ nồi. Full bộ nồi 1,2 triệu. Full đầu nồng dên. Full đầu nồng dên. Full đầu nồng dên 1,2 triệu. Bộ đũa đầu 100.000. Bộ bình xăng con co 500.000. Bộ cốt đạp cốt số. Full bộ cốt đạp cốt số nha. 800.000. Full cặp lốc 800. Máy này bộ lửa em mới tháo bán rồi. Full bộ ốc máy lại đồ dụng 200.000. Rồi, máy thì đa số nó có một vài chi tiết vậy thôi. Full đầu nồng dên thì em sẽ tặng sim cam cho anh em luôn ha. Còn đây là cặp lốc. Cặp lốc này sơn zin hết. Lốc nồi là rất là đẹp luôn, cực đẹp luôn. Đó, full bộ lốc nồi cá này em bán là 1,8 triệu nha. Giá rẻ cho anh em luôn. Bên nắp cá với lõi nhẹ một phần như vậy thôi nha anh em. Đó. Bán rẻ cho anh em luôn. Full bộ nồi cá 1,8 triệu. Rồi, sau clip này thì em sẽ rã thịt bán phụ tùng hết. Anh em có nhu cầu món nào cứ alo